Chiều ngày 1 tháng 8, thành phố Hội An đã đề nghị công an, các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh người đăng tải thông tin một số đĩa cổ dùng để trang trí trên đỉnh mái chùa cầu đã bị mất trong quá trình trùng tu. Hiện tại, những hình ảnh và thông tin đã được gỡ xuống. Dù vậy, nhiều người vẫn bất bình vì thông tin xuất hiện trong bối cảnh vấn đề trùng tu chùa cầu đang có nhiều tranh luận. Về thông tin đăng tải trên mạng, đại diện đơn vị trùng tu nói, không có chuyện đĩa trên đỉnh mái chùa cầu bị mất, Toàn bộ đĩa mặt tiền dìm mái được đánh số và tận dụng trở lại như cũ. Hai đầu đỉnh cầu chỉ thay một số vị trí đĩa đã mất từ lâu. Các đĩa gốc nằm ở bờ chảy bị nứt nhẹ và được xử lý rồi cho gắn lại. 80% đĩa cũ đã được tận dụng. Tất cả quá trình hạ giải, hiện trạng được chụp ảnh và lưu giữ làm tư liệu. Thông tin nói mất đĩa cổ là không chính xác. Theo một lãnh đạo thành phố Hội An, các đĩa trang trí trên đỉnh mái chùa cầu cũng không phải đĩa cổ, mà chỉ là đĩa bình thường dùng họa tiết trang trí. Các đĩa này được gắn từ các đợt trùng tu trước. Do vậy, thông tin nói mất đĩa cổ trong quá trình trùng tu là sai lệch. Như tuổi trẻ online đã thông tin, chùa cầu Hội An được hạ giải trùng tu cuối năm 2022, dự kiến chiều ngày 3 tháng 8 này sẽ khánh thành. Công trình sau khi ra mắt công chúng đã gây một số ý kiến khác nhau. Đơn vị trùng tu đã chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ, đồng thời diễn giải thông tin cho công luận nắm bắt. Hiện nay, chùa cầu Hội An đã có thể qua lại trên cầu, du khách và người dân háo hức quay lại để ngắm nhìn công trình độc đáo này sau 19 tháng tháo rã trải qua đợt trùng tu cơ bản.